Mẫu tủ đông này của Aqua thì được trang bị đến 5 dàn lạnh, phân bổ đều 4 mặt tủ và mặt đáy. Thành ra là cái khả năng dự trữ thực phẩm của nó sẽ tốt hơn so với là những chiếc tủ mà chỉ có 4 dàn lạnh thôi. Và thực phẩm của chúng ta dù ở bất cứ vị trí nào thì cũng sẽ được làm lạnh đồng đều như nhau. Xin chào mọi người. Khử khuẩn nữa. Thành ra thực phẩm trữ đông sẽ có chất lượng tốt hơn. Đối với một chiếc tủ đông thì dàn lạnh có thể được xem là thứ mà nó quyết định đến khả năng trữ đông thực phẩm của tủ. Ở mẫu tủ này của Aqua thì dàn lạnh sẽ được làm từ chất liệu đồng với ưu điểm là có tính truyền nhiệt tốt. Thông thường thì dàn lạnh sẽ được bố trí xung quanh bốn mặt tủ. Thế nhưng mà với cái kiểu thiết kế đó thì nó lại không mang đến một khả năng làm lạnh hiệu quả nếu như mà chúng ta dự trữ quá là nhiều thực phẩm, nhất là với những thực phẩm ở giữa và ở đáy tủ. Cho nên là để khắc phục nhược điểm trên thì Aqua đã nghiên cứu và bổ sung thêm dàn lạnh thứ 5 cho mặt đáy, tạo nên một hệ thống dàn lạnh 5 chiều. Cả 5 mặt tủ thì đều tỏa ra hơi lạnh, thành ra thực phẩm sẽ được làm lạnh tốt và đều hơn. Và khi mà kết hợp thêm với công nghệ làm lạnh 3D, tạo luồng khí lạnh từ dưới lên trên á, thì thực phẩm của chúng ta dù ở trên hay ở dưới, dù ở mặt trái hay mặt phải thì sẽ được làm lạnh đồng đều như nhau. Để điều chỉnh nhiệt độ của tủ mọi người thì chúng ta sẽ sử dụng bảng điều khiển ở góc dưới phía bên này. Trên nút vặn thì có 8 mức nằm trong hai khoảng là Cooling và Freezing. Khi mà nút vặn nằm ở các mức thuộc Cooling thì tủ sẽ có nhiệt độ trữ đông cao hơn so với Freezing. Linh đã có đo thử khi mà chiếc tủ này hoạt động ở mức 3 thì lúc đó nhiệt độ nó sẽ rơi vào khoảng là âm 3 độ C. Linh thấy là mức nhiệt này á, thì nó sẽ phù hợp cho những cái nhu cầu dự trữ kem này rồi những thực phẩm chế biến sẵn khác. Không cần phải trữ ở nhiệt độ quá thấp, như vậy thì cũng tiết kiệm điện hơn. Còn với thịt cá tươi sống thì sẽ phù hợp với freezing. Khi mà chiếc tủ này hoạt động ở mức 8 thì Linh đo được là nhiệt độ nó sẽ rơi vào khoảng là âm 24 độ C. Thành ra thịt cá sẽ giữ được chất lượng tốt hơn. Ngoài ra là nếu như mà chúng ta cần trữ thực phẩm dài hạn thì chiếc tủ này còn có thêm một mức là super. Khi mà vặn đến mức này á, thì tủ sẽ hoạt động với công suất ở mức tối đa. Aqua có truyền thông rằng tủ có thể làm đông sâu đến âm 30 độ. Nhưng mà mình có thử đo nhiệt độ khi tủ hoạt động ở chế độ này thì kết quả còn tốt hơn nữa là xuống đến âm 35 độ C. Thời gian bảo quản sẽ lâu hơn, thế nhưng mà đổi lại là lượng điện mà tủ sử dụng á, sẽ có tăng thêm đôi chút. Tuy nhiên mọi người yên tâm là chi phí cho hóa đơn tiền điện mỗi tháng của nhà mình sẽ không quá cao đâu. Tại vì mẫu này của Aqua là một trong số ít các mẫu tủ đông mà được trang bị công nghệ tiết kiệm điện inverter. Cộng thêm việc sử dụng loại ga R600A có hiệu suất làm lạnh cao nữa. Thành ra lượng điện mà tủ tiêu thụ sẽ tiết kiệm vượt trội hơn so với các mẫu không inverter khác trên thị trường.
Thì lúc này đèn báo bên cạnh cái nút vặn nhiệt độ nó sẽ sáng lên để chúng ta có thể kiểm tra và khắc phục sớm nhằm đảm bảo an toàn và tránh rò rỉ điện. Bên cạnh chi phí điện hàng tháng mà tủ tiêu hao ra thì các chủ cửa hàng sẽ còn có một nỗi lo khác cũng ám ảnh không kém, đó là câu chuyện mất điện. Tại vì là với những cái mẫu tủ đông mà nó không có khả năng cách nhiệt tốt thì nguyên liệu có thể bị rã đông và thậm chí là bị hỏng. Thế nhưng mà với mẫu tủ này của Aqua thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Tại vì là với công nghệ cách nhiệt tiên tiến mà Aqua áp dụng, sử dụng các vật liệu cách nhiệt